Chào các bạn, hôm nay hành trình du lịch Việt Nam của chúng ta là đến thăm một quần thể di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia của thành phố Hà Tiên thuộc tỉnh Kiên Giang, đó là công viên văn hóa Bình Sang và núi Bình Sang. Công viên nằm sát quốc lộ 80 thuộc khu phố 4, phường Bình Sang, thành phố Hà Tiên, nơi có đền thờ Mạc Mi Cô. Mạc Mi Cô là con gái thứ năm của Tổng trấn Mạc Thiên Tích và bà Thái Phu Nhân họ Nguyễn, cháu nội của Đức Khai Trấn Mạc Cửu. Lúc thiếu thời, Mạc Mi Cô rất hiếu thảo, hiền hậu, chăm chỉ đàn sắt, có lòng nhân từ bác ái và thường hay giúp đỡ mọi người trong các thiên tai địch họa. Mạc Mi Cô mất năm 13 tuổi, mọi người ai cũng đều tỏ lòng thương tiếc một thiên kim tiểu thư vừa đẹp người, đẹp nết, tài hoa nhưng bạc mệnh. Sau khi Mạc Mi Cô qua đời, người đời truyền tụng nhiều câu chuyện về Mạc Mi Cô. Người trinh nữ thường hiển linh phò độ cho nhiều người dân tai qua nạn khỏi. Để tỏ lòng tôn kính và ngưỡng mộ, nhân dân Hà Tiên đã cùng nhau lập miếu thờ Mạc Mi Cô và tôn vinh là bà Cô Năm. Cổng phía sau của đền thờ Mạc Mi Cô thì đối diện với mộ của Cô Năm nằm bên phía tây sườn núi Bình Sang. Ngôi mộ do Mạc Thiên Tích cho xây dựng kiên cố, tuy đã trải qua hàng trăm năm, vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính ban đầu của người Hoa. Mộ của cô được nhân dân và du khách đông đảo thăm viếng hương khói quanh năm. Hàng năm, cứ đến ngày 29 tháng 9 âm lịch, thành phố Hà Tiên lại long trọng tổ chức ngày lễ dỗ bà Cô Năm, cũng là ngày lễ hội văn hóa du lịch lớn của thành phố Hà Tiên. Núi Bình Sang còn gọi là núi Lăng do trên núi có lăng của Mạc Cửu cùng với gia đình, dòng họ của ông, các quan văn võ và những người có công khai mở vùng đất Hà Tiên này. Núi Bình Sang chỉ cách trung tâm thành phố Hà Tiên độ chừng 1 km, cao độ 50 m, cây cối phủ xanh quanh năm. Trên đỉnh núi vẫn còn vết tích của đàn tế trời Xuyên Sơn, nơi xưa kia thường diễn ra những nghi lễ tế trời, tế thần núi, thần sông và chiến sĩ đã vì đất nước mà ngã xuống. Mạc Cửu hay Mạc Kính Cửu là một thương gia người Hoa. Vào khoảng đầu thế kỷ thứ 18, do ông không thuần phục chính sách cai trị buổi ban đầu của nhà Đại Thanh,
nên vượt biển đến vùng đất Hà Tiên này khai phá để định cư lâu dài. Tương truyền, xưa kia người dân sinh sống nơi này thường thấy tiên xuất hiện trên sông, nên mới đặt tên là Hà Tiên. Lúc này, các chú Nguyễn đã lập xong phủ gia định. Cuộc sống của người Việt lẫn người Hoa nơi này yên ổn và phát triển. Nhận thấy vùng đất này, nếu muốn tồn tại yên ổn, thì phải có thế lực đủ mạnh để bảo vệ và che chở cho lãnh địa mà ông đã tốn công khai phá và gây dựng trước sự quấy phá của giặc Xiêm La và Chân Lạp. Nên năm 1708, Mặc Cũ đã cùng các thuộc hạ đem lễ vật đến kinh đô Phú Xuân xin thần phục và được là người đứng đầu trông coi vùng đất này. Ông được chúa Nguyễn Phúc Chu cho làm tổng binh trấn Hà Tiên và phong tước là Cửu Ngọc Hầu. Từ đó, trấn Hà Tiên người dân quy tụ về ngày càng đông đúc và kinh tế ngày càng phát triển lớn mạnh. Khi Mặc Cũ qua đời, hưởng thọ 80 tuổi, ông được truy phong là Khai Trấn Thượng Trụ Quốc Đại Tướng Quân Vũ Nghi Công. Khi Mặc Cũ qua đời, Mạc Thiên Tích hay Mạc Thiên Tứ, tự là Sĩ Lân, là con của tổng binh Mặc Cũ, năm ấy mới 29 tuổi, lên nối nghiệp cha, mở mang đất Hà Tiên, được chúa Nguyễn Phúc Trú phong làm tổng binh đại đô đốc. Khi quân Tây Sơn tấn công vào gia định truy kích tàn quân của chúa Nguyễn, Mạc Thiên Tích cùng cha quyến chạy sang Xiêm lánh nạn. Vua Xiêm lại nghi ngờ ông làm gián điệp, bắt giết các con lớn của ông là Mạc Tử Hoàng, Mạc Tử Dung cùng các phó tướng và 50 người tùy tùng của ông. Còn người con nhỏ là Mạc Tử Xanh thì bị lưu đày. Quá phẫn uất, ông tự tử tại Bangkok. Về sau, Mạc Tử Xanh được thả trở về và đã theo phò chúa Nguyễn Anh. Đây là Tao Đàn Chiếu Anh Cát. Mạc Thiên Tích là vị tướng chẳng những tài giỏi mà còn là một nhà thơ tài hoa. Ông đã thành lập Tao Đàn Chiêu Anh Cát và để lại cho đời sau nhiều tác phẩm thơ ca có giá trị như là Thụ Đức Thiên Tứ Cảnh v.v. và nổi tiếng nhất là Hà Tiên Thập Cảnh. Đó là những bài thơ ca ngợi 10 cảnh đẹp của vùng đất Hà Tiên.
Phù Dung Cổ Tự là một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia do Tổng trấn Mạc Thiên Tích cho xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ 18, nằm tại chân núi Bình Sang. Chùa Phù Dung cũng là một trong những danh lam cổ tự nổi tiếng nhất của Hà Tiên, thu hút nhiều du khách bởi câu chuyện tình của Ngài Tổng trấn Hà Tiên với nàng Ái Cơ Hiền Diệu. Chùa Phù Dung xưa kia cũng là nơi yên nghỉ của nàng Ái Cơ sau khi mất. Nàng Ái Cơ hay còn gọi là dì Tư, chính là nàng Phù Dung trong vở cải lương áo cưới trước cổng chùa. Chuyện kể rằng nàng Ái Cơ sắc nước hương trời, văn hay chữ tốt, được Mạc Lệnh Công, tức là Mạc Thiên Tích, vô cùng sủng ái, khiến cho bà chánh thất Nguyễn Phu Nhân ghen tức. Khi Mạc Lệnh Công đi duyệt binh, ở nhà bà lập mưu hãm hại, đem nhốt nàng Ái Cơ vào một cái chậu úp lại cho ngợp mà chết. Bất thình lình trời đổ mưa to và Mạc Lệnh Công cũng vừa về đến. Thấy trời mưa to mà sao không ngửa chậu lên để hứng nước mà lại đem úp. Ông mới ra lệnh cho dỡ chậu và phát hiện nàng Ái Cơ đang thoi thóp và cứu kịp. Tuy may mắn thoát chết nhưng nàng Ái Cơ trở nên chán chường thế sự và xin phép Mạc Lệnh Công cho nàng được đi tu. Bà đã được Mạc Lệnh Công cho cất một ngôi am tự và đào một ao hoa sen, trồng hoa sen trắng cho nàng tu hành. Khi nàng Ái Cơ qua đời, Mạc Lệnh Công cho xây một ngôi mộ kiên cố theo hình dáng cái chậu để tưởng nhớ nàng đã vì ông mà phải chịu oan ức khổ ải. Đó là câu chuyện hư cấu mà theo nhà nghiên cứu Trương Minh Đạt thì cho rằng cách gọi nàng Ái Cơ và nàng lâm vào cảnh tuyệt tự là do nữ sĩ Mộng Tuyết sáng tạo trong tiểu thuyết
Vì trước khi tiểu thuyết ra đời, không người dân Hà Tiên nào gọi bà bằng ngôi vị ái cơ, mà chỉ gọi là dì Tư, thì ai cũng biết bà là vợ Thứ. Và trên bia mộ hiện nay của bà ghi rõ là Từ Thành Thục Nhân họ Nguyễn và Nam Chú Lập Thạch, nghĩa là người lập bia là con trai tên Chú của bà. Và cấu trúc ngôi mộ này thuộc loại mộ cải táng, và chữ nghĩa trên bia không thể hiện bà là người tu hành. Câu chuyện này sau đó được soạn giả Kiên Giang chuyển thể thành vở cải lương Áo Cưới Trước Cổng Chùa. Dù còn có những ý kiến khác nhau và cho rằng chuyện tình của Mạc Tổng Trấn và nàng Ái Cơ chỉ là hư cấu của những văn sĩ, nhưng hầu hết người dân Hà Tiên đều thuộc lòng và tin rằng đó là chuyện tình đẹp, có thật, gắn liền với công cuộc khai mở đất Hà Tiên và cũng là một yếu tố hấp dẫn rất nhiều du khách đến thăm Hà Tiên. Đây là chùa Lò Gạch, cũng là một địa điểm được nhiều du khách ghé thăm khi đến Hà Tiên, còn gọi là chùa Phật Đà. Chùa nằm ngay dưới chân núi Bình Sang, do Hòa Thượng Thích Chí Hòa dừng chân tại Lò Gạch bỏ hoang này, lập nên một ngôi chùa nhỏ bằng cây lá mang tên là Tịnh Xá Chí Hòa vào năm 1945. Mà vì cái lò gạch được sử dụng làm chánh điện nên người dân địa phương gọi luôn tên là chùa Lò Gạch. Ngày nay chùa được xây chánh điện mới rộng rãi hơn, còn lò gạch chỉ là nơi làm tháp để cốt. Đến đây, Gà Rừng và Tiếng Quạo xin tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại tại núi Tà Bang. Chào thân ái!